Bây giờ quý vị sẽ thưởng thức tiếp tục một nữ nghệ sĩ đã từng đoạt quán quân giải Thần Tượng Bông Lúa Vàng, nghệ sĩ Hàn Ni. Về lời đầu tiên, Hàn Ni cũng xin kính chào quý bà con, lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương trân trọng nhất. Và cũng để tiếp tới chương trình hôm nay thì Hàn Ni cũng xin gửi đến quý chị với bài vọng cổ Mừng Tuổi Mẹ. Ôi, chữ mẹ là tiếng đầu tiên người con thốt lên từ thuở bé. Cái âm thanh nhất cho ta bao hình ảnh thân thương mẹ là dòng sông bồi đắp phù sa, là dòng sữa điều gì những sống thương con, dẫu càng máu trong tim mẹ cũng không hề suy tư. là trái ngọt chưa đầy.
cho con được gọi hoài tiếng mẹ ơi. Dạ, mình có sự cảm ơn anh, một tối tay với bà con cái tặng. Cảm ơn.